tiên của em mà thấy ảnh cao trắng thấy thư sinh, mà lúc đó em nhìn thấy ở dưới cái gác á thì có cái chiếc xe Noble nữa, cái em mới nghĩ là chắc chiếc xe đó là của ảnh. Lúc đó thấy cũng kết rồi nha, kết theo kiểu là trai đẹp đi xe đẹp nữa, hai đứa cũng sắp sắp vô nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó, thậm chí có chuyện giới tính nữa. Tại vì lúc đó em có bồ nên vô tư không có nghĩ gì hết, rất là thân nhau, em cũng thấy tê tê trong người. Thì lúc đó là có mấy anh nhân viên ảnh đòi là dẫn em về, thì em nhìn hết toàn bộ nhân viên, thấy mỗi mình ảnh này trắng kẹo dễ thương nhất thôi. Em nói là ảnh dắt em về, về phòng trọ của em á. Hai vợ chồng có một cái điểm chung đó chính là gì biết không, nụ cười hai người giống nhau quá. Và tự giới thiệu gì mình đi, mời cô dâu. Em tên là Tường Vy, hiện tại là nhân viên bán hàng. Còn em? Tụi em là Long Đỉnh, cùng công tác tại cơ quan chung ba xã. Cùng cơ quan? Dạ. Chứ có cùng cái có bán hàng không, hay là dạ, không. Ở cái cấp trên cao hơn? Cấp cao hơn chút. Dạ. Chắc là sếp này nhân viên đúng không? Dạ. Bởi vì mỗi lần mà cái gì là kêu nhân viên vô khiển trách đó không? Dạ. Biết rồi, cua luôn đúng không? Dạ, tụi em quen từ hồi đi học. Nhưng mà quen nhau ở đâu? Bây giờ em mới kể. Rồi kể đi. Dạ, cũng rất là tình cờ. Trong một lần thì em đến phòng trọ của bạn em ở, thì ảnh cũng ở cùng dãy trọ luôn. Thì cái dãy trọ đó thì chỉ có mỗi cái phòng ảnh là có tivi thôi. Thì bạn em mới dắt em qua xem tivi. Thì em đi qua em thấy ảnh từ lên gác bước xuống. Ấn tượng đầu tiên của em là thấy ảnh cao, trắng, thấy thư sinh. Mà lúc đó em nhìn thấy ở dưới cái gác thì có cái chiếc xe Noble nữa. Cái em mới nghĩ là chắc chiếc xe đó là của ảnh. Lúc đó thấy cũng kết rồi nha, kết theo kiểu là trai đẹp đi xe đẹp nữa. Nhưng mà thật ra là cái xe đó là của bạn, của ảnh chứ không phải là của ảnh. Đó là cái lần đầu tiên là em gặp ảnh. Nhưng mà qua ngày hôm sau thì ảnh có chuyển đi nơi khác. Từ đó rồi bao lâu mới gặp lại? Cỡ một năm sau thì hai tụi em vô tình cùng làm trong cái quán cà phê làm thêm ở gần trường. Hai đứa cũng sắp sắp vô nói chuyện trên trời dưới đất vậy đó, thậm chí có chuyện giới tính nữa. Tại vì lúc đó em có bồ rồi nên vô tư không có nghĩ gì hết, rất là thân nhau. Nghe nè, đang muốn hỏi nói chuyện về giới tính nói là sao? Dạ hồi đó em thì có công tác đoàn, thì mấy cái mà giải thích về giới tính cho các bạn sinh viên thì mình cũng có biết. Gặp trúng bạn này làm chung thì buồn quá, không có chuyện gì kể thì đem những cái kể ra. Bạn này thì cũng thấy mình dễ mến cho nên cũng chia sẻ là bồ bịch rồi sao thì kể hết. Thì mình cũng kể với bạn là mình có bồ rồi, quen sao rồi, thích hôn hay không thích hôn gì đó, kể hết cho bạn. Bên này cũng có bồ, bên này cũng có bồ. Dạ. Trời ơi, rồi kể về nhau. Dạ. Kể xong rồi về bỏ bồ, hai đứa yêu nhau. Dạ. Lúc đó cũng gần, cũng hai đứa cũng đều bỏ bồ luôn rồi. Rồi xong đến cái Giáng sinh thì cái chủ nhà hàng đó tổ chức một cái buổi tiệc party cho nhân viên. Thì bữa đó thì em cũng có uống vài ly, thì em cũng thấy tê tê trong người. Thì lúc đó là có mấy anh nhân viên ảnh đòi là dẫn em về. Thì em nhìn hết toàn bộ nhân viên, em thấy mỗi mình ảnh này trắng kẹo dễ thương nhất thôi. Thì em nói là ảnh dắt em về. Về phòng trọ của em thì có bạn em ngồi trước phòng á. Thì lúc đó là em lại vô bạn em ngồi rồi ảnh đi về. Xong rồi em buồn miệng á, em nói là mày có tin là tao nhắn tin cho ổng là ổng qua đây lần nữa không? Cái bạn em mới nói là tao không tin đó, mày nhắn đi. Cái là em nhắn qua cho ảnh là tin nhắn là thích hôn lắm không, qua đây cho hôn này. Em nhận được cái tin đó em có nghĩ trong đầu là em đánh giá bạn này kỳ cục không? Làm chung nhau thì hai đứa chia sẻ thì giống như hai đứa thằng bạn thân vậy đó. Thì nói con này chắc nó nhớ bài like sao? Nhớ bài like là sao? Là nó nhớ tình cũ á. Dạ, uống xịn xịn cho nhớ tình cũ á. Thì em mới nghĩ vậy cho nên là em ban qua coi thứ chuyện gì, thì nếu có kiếm được chút cháu thì kiếm. Cái vụ kiếm chút cháu nhiều lắm em, nó nhan nhản. Dạ. Kiếm được luôn cơm. Rồi cuối cùng sao? Cuối cùng sao? Có cháu có cơm không? Ngồi em ngồi thấy bạn này sao ngồi im hoài, không có thấy đồng tĩnh gì hết. Em cũng mong kiếm chút cháu rồi về chứ khuya rồi. Lúc đó hồn 2 giờ sáng là khuya rồi, buồn ngủ rồi. Xong em mới nói, ủa sao nãy nhắn tin được khí thế đó sao giờ không thấy gì hết? Cái cô này chụp em hôn luôn. Trời ơi. Đúng mà hôn nhau thì mình thấy nói chung cũng được, đã. Dạ. Nội sao đã. Dạ. Nghe là Cưng, bây giờ lấy nhau được bao lâu rồi? Một năm thì. Sau khi lấy về rồi có phát hiện ở vợ em có điều gì nó thay đổi không? Dạ. Sẵn luôn là có cái tật xấu gì không? Tính giờ em thì rất là sạch sẽ, nhưng mà vợ em dọn đồ thì hay cằn nhằn, mà làm mệt thì cáu gắt. Mình thì cũng đi làm gì cũng mệt, nên ra là cáu gắt thì cãi lộn. Nhưng mà cái đó tỷ lệ thuận mà em, đâu có nghịch miếng nào đâu. Ừ. Giờ tính tình sạch sẽ thì phải dọn dẹp. Dạ. Dọn dẹp thì đương nhiên phải mệt rồi. Dạ. Mệt thì đương nhiên phải cáu gắt rồi. Dạ. Nó tỷ lệ thuận hết trơn mà sao không xứng vô mà làm phụ nó đây? Dạ em không phụ chứ. Phụ rồi mà vẫn còn cằn nhằn á? Dạ giờ em cằn nhằn dữ lắm. Sao kỳ đây? Ở ngoài tính cằn nhằn ra thì còn gì nữa? Hay thích dục những cái đồ mà để lâu. Ừ. Mà tính em thì dân ở Phú Yên thì tiết kiệm, cái gì dùng được thì ráng dùng. Còn hư thì mình sửa mình dùng tiếp. Dạ. Mà vợ em thì cái gì em dùng lâu lâu cỡ 7-8 tháng là dục. Bởi vậy em phải thường xuyên phải làm sao cho mình mới nha. Em mà cũ quá luôn à, dục em luôn. Dạ. Đó có đầu em. Đúng không? Em còn nói hoài à.
Em nói mai mốt chắc xài anh chắc nên lâu xài lâu thấy già già. Hết hạn bảo hành dục liền. Dục anh quá. Cái lý do em dục đồ là nói chung là em cũng muốn mới cho anh thôi. Ví dụ như là cái cặp sách của anh nó bị rách ở rượu cái quai cầm á, thì đã có nhíp một lần rồi. Thì anh nói là dùng được thì cứ để đi, nhưng mà em cứ chờ anh đi công tác me me cái lại em quăng. Dục em về là đâu có nói được gì, là em tức em không nói được, em cần ức chế nữa. Rồi làm gì? Giận bỏ nhà đi. Đi đâu? Nhà đi bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm? Thì hồi trước thì em có bỏ ra công ty, còn giờ em thích thì em đi công tác. Chiều ra chiều kỳ bay. Có khi nào mặt nóng lên rồi bụp không? Dạ thì trong đầu nghĩ mình sẽ bụp nhưng mà không bao giờ bụp, tại vì mình xác định là mình nghĩ vậy thôi chứ mình không dám. Mà không bụp thì thường nếu mà kiềm chế thì phải la lên. Dạ đúng rồi, tức em cái gì đó là anh hét lớn lên vậy đó. Hét cho hàng xóm người ta nghe luôn à. Rồi nhiều khi hàng xóm người ta qua ta nói chuyện, người ta nói bữa sau vợ chồng cãi nhau gì mà thấy ông chồng có vẻ khó tính vậy. Mình lúc đó mình cũng rất là ngại. Là to hơn dạ, cái đó em là cũng ưu điểm anh chứ không phải khuyết điểm. Ủa, đâu cái đó ưu điểm rồi. Dạ tính vợ em là nó hay cãi bừa, lúc mà vấn đề đó ra mình tranh luận ra thì vợ em lúc nào cũng không tranh luận được. Ừ. Cãi một hồi là bà cứ tôi dậy rồi cái là xấu lắm. Đồ bừa bãi cứ về nhà là quăng dễ rồi vợ dọn. Có gia trưởng không? Ừ, cũng gia trưởng. Em ví dụ như cái gối đi. Cái gối đó nó bị dơ là em giục cái gối đó, anh lại không thích, anh nói là cái gối nó còn xài được, mua cái vỏ mới về dùng. Ổng quyết định là phải làm theo ý ổng, em không tự quyết định được. Ừ dạ ổng gia cuối trưởng. Cuối cùng là ổng đi rồi em vẫn giục như vậy. Dạ cuối cùng là ổng đi là em vẫn giục. Vẫn giục xong ổng về ổng làm bài hải đi. 50-50 thôi à. Coi gia trưởng 50-50 thôi. Hay mà rồi mỗi lần gây lộn gì xong làm sao mà què được. Mỗi lần mà ảnh giận á em toàn là người xuống nước thôi. Trước à khêu khêu á. Dạ khêu khêu là nói chung em lại em nói nhỏ nhẹ lại là ảnh bỏ qua liền rồi. Bỏ qua hết rồi. Dạ. Quay qua khêu lại. Nhiều khi đó là thế mạnh của gia đình em, tại vì mình cãi nhau nhiều thì vợ nó khêu nhiều thì mình giao ban nhiều. Có nghĩa là tụi em là giận ban ngày mà lành về đêm đúng không? Dạ rồi cứ ra nè em á, em muốn ở đỉnh á là một thay điều đổi thôi. Tính của anh là bớt nóng, đừng có hét to. Ừ. Mỗi lần có chuyện gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau thôi. Ừ. Chứ mỗi lần mà hét to lên hàng xóm ta nghe ta nói người ta mình xấu hổ lắm. Còn em muốn vợ em thay đổi điều gì? Công việc em thì cũng nhiều áp lực, mà đối với vợ thì hầu như chưa sợ chia sẻ. Mọi công việc thì em tự giải quyết. Cái tính vợ em thì suy nghĩ nó cạn và chỉ nghe thôi chứ chưa đưa ra được giải pháp cho mình. Thì nhiều khi những cái áp lực đó thì đa phần cũng chia sẻ với mẹ. Và thường là mẹ giúp em được trong cái chuyện đó. Dạ đúng. Thực ra mà nói á, em nói vợ em nông cạn, em đòi vợ em sâu sắc. Ở đây cái vấn đề nó không phải là sâu sắc mà ở đây là cái vấn đề cái hiểu biết trong cái công việc của em. Dạ. Cho nên nếu như vợ em không có làm được cái điều đó mà vợ em chỉ là người ngồi nghe những gì chồng chút ra là đủ rồi. Dạ. Nghe nhưng mà lâu lâu ban vô một câu em té ngửa luôn. Thì kệ. Thì kệ đi, coi như mình có cái chỗ để mình sẻ chia để mình bớt cái áp lực đi. Dạ. Thì em đã có người mẹ là người có thể định hướng cho em, giải quyết cho em được. Dạ. Là em quá may mắn rồi. Dạ. Nói chung cả hai vợ chồng đều bớt chút xíu. Dạ. À, xin chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc, lúc nào cũng yêu đời và luôn luôn yêu thương con cái để cùng nhau xây dựng một gia đình hạnh phúc. Dạ. Cảm ơn chị. Chào cặp Kim Đồng Ngọc Nữ. Xin chào. Hai bạn hãy tự giới thiệu về mình một chút. Em tên là Lê Quốc Cường, hiện nay là hướng dẫn viên du lịch. Chào. Còn em? Dạ, em tên là Võ Kim Khánh, hiện nay em là sinh viên năm tư. Ủa? Năm tư trường gì em? Dạ, trường khoa học xã hội và nhân văn. Vẫn là còn sinh viên à? Dạ. Trời đất ơi. Hướng dẫn viên du lịch rất là đào hoa. Chắc có lẽ là vô tình đi ngang qua trường khoa học xã hội nhân văn và gặp một cô bé xinh đẹp và thấy là ấn tượng cô này và cô này đúng không? Dạ không phải anh. Vậy thì cái cuộc gặp gỡ định mệnh này như thế nào? Dạ thì trong lớp đại học á thì em có một người bạn. Một hôm thì bạn em mới đem iPad vô lớp. Cái em mới coi iPad thì trong chổng cái hình của anh Cường rất là bụi, để tóc dài và chụp hình với lại xe mô tô nữa. Cái em thấy chà người này nhìn cao to, bự con. Tại em là người bự con rồi, em 60-70kg lận. Cái em đi ngoài đường em hay so sánh, trời người này không hợp với mình. Tại người này chân nhỏ quá, người này không hợp với mình tại ốm quá. Còn bây giờ em thấy người này, trời ơi sao mà vạm vỡ quá. Cái em thấy là vẻ bề ngoài là hợp với em rồi em cũng để ý. Ủa trên iPad thôi mà em đã coi được như vậy hả? Dạ coi được hình thôi. Em rồi dễ siêu lòng lắm. Khi mà gặp ngoài đời thì em có thấy là hơn trong hình hay là thua trong hình? Dạ còn hơn trong hình nữa. Vậy thì em ấn tượng cái điểm gì không? Em nhìn người đàn ông em hay nhìn vòng ba. Như vậy là ấn tượng ổng là cái vòng ba của ổng. Còn em là gặp vợ em là xuất phát từ dòng mấy? Cũng không có ấn tượng về dòng của vợ em. Em ấn tượng nhất là lúc em đang ngồi ăn cái bữa tiệc ở gia đình. Thì lúc đó em trai của em dẫn một nhóm bạn. Thì có một người duy nhất thôi là cầm một cái món quà. Đó là một cái trái bưởi. Anh Tân Gia đem trái bưởi tới tặng. Sao không tặng những trái khác mà tặng trái bưởi? Dạ em thấy trái bưởi cũng lịch sự. Không, nó có hình tượng trong đó. Mà nó bự hơn mấy trái khác. Tặng trái bưởi là có gì? Không, em không nghĩ gì đâu.
tại em nghĩ trái bưởi nó cũng lịch sự hơn, hay là thí dụ trái chôm chôm hay trái nhãn thì trái bưởi nó cũng lịch sự, rồi cầm nó vừa tay hơn. Rồi thì lúc đó là em là lần đầu tiên em gặp ảnh ở ngoài đời đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy thì ngoài đời em thấy nó như thế nào? Thế là cái cảm xúc của em khi mà gặp chồng em lần đầu tiên á? Em vừa gặp em ngồi thụp xuống, em ôm tim em nói trời ơi sao mà tim tôi đập mạnh quá vậy, lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Trong hình nó đã vậy rồi, còn ở ngoài nó còn siêu nữa, nó siêu thật hơn nữa hả? Rồi rồi sao em, chắc em là chủ động tấn công anh trước đúng không? Dạ em chịu không nổi. Dạ. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới bắt đầu chính thức yêu nhau? Tầm khoảng một tháng. Như vậy thì khi mà yêu nhau rồi mà quyết định đi đến hôn nhân là bên nào đòi cưới trước? Em được ký trước luôn. Mà có được trên tru không? Mà nghĩ sao lại đòi cho cưới trước vậy? Xong để ra trường đi cho ổn định xong rồi cưới. Chị là người lớn cũng có suy nghĩ giống ba mẹ em vậy. Nhưng mà giống như là lần đầu tiên yêu, em cảm thấy người này là một cái người mà phù hợp với em nhất luôn á. Đã yêu nhiều chưa mà nói nhất chứ nhỉ? Dạ chưa bao giờ yêu. Chưa bao giờ yêu bởi phù hợp duy nhất. Duy nhất. Cảm động chưa? Duy nhất chứ không phải là nhất đâu nha. Cho anh hỏi là vợ em có bao giờ mà thổ lộ cái điều này với em như hôm nay không? Dạ có anh. Dạ, quá trình để đến với đám cưới của tụi em cũng gian nan lắm. Tụi em cũng thưa với ba mẹ hai bên nhưng mà ba mẹ em không chịu, tại vì em còn nhỏ quá, lúc đó mới học năm 2 đại học thôi. Thì nhà em nói là bây giờ không cưới liền mà phải làm một cái gọi là đám nói. Trong miền Nam mình còn gọi là đám bỏ trầu cao. Nhà trai sẽ hứa hẹn là đặt cọc em, là nhà gái sẽ không gả cho em cho ai, rồi hai bên phải giữ gìn cho nhau đến khi em học xong sẽ cưới. Nhưng mà cái đám dạm nó cũng chưa thỏa lòng em được. Rồi sau khi em nói vấn đề đó thì gia đình bên em, về phía gia đình em thế nào? Chắc chắn là không cho nữa rồi. Rồi sao mà vượt qua được? Kéo được thêm cái đám hỏi. Thế là đám dạm xong, đám hỏi. Dạ. Rồi chừng nào mới đám cưới? Vẫn quyết định là phải học xong mới đám cưới. À, nhưng mà bây giờ vẫn chưa học xong mà tại sao có đám cưới? Dạ tụi em mới ngồi với nhau. Nói bây giờ là để cưới thì phải làm cách nào? Đúng rồi, em nghĩ cách nào? Dạ, anh chị nghĩ cách nào? Nhiều cách lắm cơ. Chắc mỗi người một vẻ à. Thế em nghĩ mỗi người một kiểu à. Cách của tụi em là cách nào bật mí đi, xong rồi chị nói cách của chị. Chắc phải nhờ bác sĩ cho em. Để bác sĩ Cường nói chuyện. Em thì không có nghĩ tới cái cách cuối, mà hậu quả bây giờ là con em được 4 tháng. Mặc dù mới cưới được có khoảng được gần 1 năm thôi. Tức là ăn cơm trước kẻng đúng không? Nhưng mà bây giờ ai cũng vui, nhà ngoại nhà nội gì ai cũng vui. Vậy là phải cảm ơn em bé 4 tháng. Ngay lúc đó em có bị gặp phản ứng của bố mẹ em? Dạ chắc chắn là có rồi. Không hẳn là bố mẹ mà là cả họ, rồi đi học bạn nói sau lưng này nọ. Em là giống như là lúc đó em rơi vào vực thẳm vậy. Rồi lúc đó vượt qua làm sao? Tự nhiên đám cưới xong cái em vui liền. Em nói với anh Cường khỏe quá. Em cảm thấy giống như là tụi em có một danh phận đến với nhau. Tụi em ở riêng hay là ở chung? Hiện tại hai vợ chồng em ở chung với ba mẹ em. Thực ra cái chiêu thức của tụi em á, trong cái hoàn cảnh của tụi em thì nó đạt được một cái kết quả là tụi em đã đến được với nhau đúng không? Nhưng mà có khi nào em nghĩ rằng như sau này mình có con mà nó cũng sẽ làm như vậy đối với mình á, thì lúc đó cảm giác của tụi em sao ta? Em nghĩ sẽ cũng rất là buồn. Thật sự em cũng làm cho gia đình hai bên rất là buồn. Nhưng mà cái này thật sự mà nói thì nó chỉ là một cái, nó thẳng là tai nạn. Tai nạn chứ không phải tính trong chiêu thức phải không? Nhưng mà nó một trong những cái chiêu thức. Trời nhưng mà là chiêu thức thôi, cuối. Nhưng mà vô tình lại rơi cái chiêu thức đó. Tại vì em biết sao không? Rất may cho em là em có một người chồng có công việc ổn định. Nhưng tí dụ mình đặt trường hợp lúc đó chồng không có việc làm, vợ cũng còn đang đi học mà nhà lại không đủ điều kiện để lo cho tụi em, thì cái đứa con của em nó cực cỡ nào, đúng không? Cho nên chị nghĩ đó không phải là một cách tốt nhất để mình đạt được cái hạnh phúc của mình. Nếu là chị sẽ làm kiểu khác, em hiểu không? Có nghĩa là bởi vì khi mà tụi em lớn rồi, tụi em qua 18 tuổi, tụi em có quyền quyết định cái cuộc đời của tụi em. Và lúc đó mình sẽ ngồi như hai người gọi là người lớn để mà thưa chuyện một cách rất là đàng hoàng với ba mẹ các đôi bên. Cha mẹ sinh ra con, nuôi con tới giờ phút này, con vô cùng cảm ơn ba mẹ. Nhưng bây giờ cuộc đời của con hãy để con quyết định. Con hứa với ba mẹ, cho dù cưới rồi thì con cũng sẽ học tập làm sao. Có nghĩa là nói làm sao để ông bà, các cụ thấy là mình không thể nào chia cắt tụi nó được, đúng không? Thì lúc đó tụi em khỏe biết là bao nhiêu. Chị nghĩ là nên là cái cách thứ nhì. Chứ để sau này khi đứa con nó lớn lên rồi, mốt nó làm cái y chang như mình, nó chắc may mà bố mẹ không có vấn đề gì với gặp các cụ mà tim này hay là tăng xông hay này kia là mệt mỏi. Đúng không? Rồi, thôi bây giờ quay về với chuyện hiện tại là hai vợ chồng lấy nhau được 1 năm. Vậy thì khi mà về ở với nhau rồi thì có phát hiện ở bạn đời của mình là có cái gì thay đổi không? Nhiều lắm anh Thuận. Tính của vợ em rất là hay khóc. Vui cũng khóc mà buồn cũng khóc. Càng ngày đó thì cái tật này nó càng lớn. Thở chút xíu là khóc. Giận hơn cũng khóc. Cũng khóc. Vui cũng khóc. Vui cũng khóc. Buồn cũng khóc.
đi kiểm tra tỷ lệ đi mình. Chị hỏi nãy giờ ở trên cái không khí như thế này là cái trạng thái em như thế nào? Lân lân là vừa vừa thôi đúng không? Dạ chắc xong thì mới khóc. Rồi em có phát hiện những cái gì bất ngờ ở chồng em không sau khi cưới? Chắc không quá. Chị nghĩ là có, là bởi dạ, vì có. Hai bạn này cách xa nhau nhiều năm quá. Bạn này hơn bạn này tới gần chục tuổi, chín tuổi đúng không? 9 tuổi. Bạn này đi làm lâu rồi, bạn này vẫn còn trong môi trường học sinh. Cái gì mà kể ra cái bật khóc luôn. Lúc mình yêu nhau á thì mình chỉ gặp nhau những lúc đi chơi thôi, mà bây giờ mình sống với nhau á rồi em cảm thấy giống như là chồng em nhiều lúc coi thường em là con nít luôn á, không có chịu tâm sự với em. Tại vì nói là em không hiểu chuyện, em tuổi thân như là giống như là vui chơi thì bạn lại đi chơi với mình nè. Nhưng mà lúc buồn á thì lại không tâm sự với em. Trong khi mà tụi em nói chuyện với nhau là hai vợ chồng mình lúc già cũng có nhau, tại vì ba mẹ ngày mốt cũng đi về trời, con cái lớn lên thì lấy vợ lấy chồng hết, còn hai tụi mình ở với nhau thôi. Thì em nghĩ là em là người thân nhất của chồng em, mà tại sao chồng em lại không tâm sự với em những chuyện hàng ngày, chuyện công ty, chuyện cuộc sống? Đó là một rồi. Dạ. Còn điều gì nữa? Điều thứ hai là chồng em hay uống bia, một ngày uống 5-7 lon. Thí dụ đi làm 5:30 về tới nhà, ngồi ăn cơm tắm rửa rồi uống bia cho tới 9-10 giờ, lên giường chỉ ngủ thôi. Không có để ý gì tới em hết á. Cũng làm như trơn trời mà 22 tuổi rồi đó mà nó ngáy không có ngáy gì. Không phải, không có nói chuyện, không tâm sự gì hết. Lúc đó thì em cũng giận quá, em quay lưng lại luôn, rồi cả đêm em nằm một kiểu vậy cứng lưng luôn mà em cũng không có quay lại ổng nữa. Em cứ im lặng một thời gian, em cũng chịu không nổi luôn, em mới ao ra một tràng vậy đó. Rồi anh Cường mới trả lời là tính của anh rất là đàn ông, anh không có muốn kể lể chuyện ở công ty cho vợ biết để vợ buồn, để một mình anh giải quyết được rồi. Mà anh Cường thì em muốn thay đổi là anh phải tâm sự với em, tại vì anh cưới em về em đâu có phải là một người là ở nhà đợi anh đi làm về xong rồi chăm con cho anh đâu. Không, em muốn hai vợ chồng cùng nhau giải quyết nhiều chuyện trong cuộc sống. Rồi bây giờ là Khánh vẫn đi học. Dạ. Rồi lúc ấy con ở nhà thì ai chăm? Bà nội chăm. Sống với ba mẹ chồng mọi chuyện thuận thảo hết hả em? Em lúc trước là em ở với gia đình em thì em luôn luôn là bên ba bên mẹ, còn bây giờ em qua nhà chồng ở rồi em vừa làm dâu vừa làm vợ vừa làm mẹ của con trai em nữa. Cái em cảm thấy là em bị nhỏ bé lại, sao em có một mình em à, em cảm thấy tủi thân. Xong rồi ba mẹ chồng thì hay dạy hay lớn tiếng cái em khóc. Tuổi thân? Dạ tuổi thân, em cũng tuổi con khỉ. Dạ. Rồi mỗi lần như vậy thì em giải tỏa cái việc đó bằng hình thức nào? Em có một người bạn rất là thân, đó chính là mẹ em. Dạ em hay điện thoại để tâm sự với mẹ em. Cái chuyện mà em hay kêu ca nhất là chuyện chồng em nhậu, ngày nào em cũng nói vậy hết. Cái bây giờ mẹ em hiểu lầm chồng em là người dọn dẹp bê tha. Cái mẹ em nói thôi ráng sống vì con đi con ơi. Và em còn nhỏ tuổi lắm, em nói là trời ơi tôi muốn vậy đâu, tôi không muốn giống tư tưởng của các mẹ cô đâu, tôi muốn sống vì tình yêu nhiều hơn à. Không có phải là tuyệt vọng tới nỗi là ráng sống vì con cho qua ngày. Cô nói với chồng nghe chưa? Dạ nói rồi, chồng giận. Chồng có muốn vợ cứ thường xuyên mát mẹ của vợ? Em thì cũng có khuyên với vợ em là em nên lựa những cái gì đó đáng để mà em tâm sự, chứ mà nói những cái có vẻ như nó rườm rà như vậy thì theo một cái chiều hướng nó tiêu cực chứ không có được tốt. Trong cái cuộc sống của tụi em á, chị thấy có nổi lên một vấn đề như thế này. Cái khoảng cách mà hai bạn chênh nhau tuổi nó tạo ra hai cái tính cách. Về phía em á, là em không muốn vợ em lo lắng, đó là tư tưởng của người lớn. Nhưng em phải nghĩ được một điều rằng vợ em đã không ở gần bố mẹ vợ em nữa, có nghĩa là em phải cho cô ấy cứng cáp và hiểu biết lên từng ngày một. Bằng cách nào, vợ chồng em phải chia sẻ hết để cô ấy lớn lên từng ngày. Đó cũng là cái mong muốn của cổ mà. Còn về phía em, cái việc mà em mát mẹ là hoàn toàn sai. Chị khuyên em chỉ nên chia sẻ với mẹ em những cái điều vui vẻ thôi. Còn những cái điều mà em bức xúc về chồng, thậm chí là bố mẹ chồng, đừng bao giờ nên để bố mẹ mình nghe. Tại vì sao? Họ chỉ nghe ở những lúc em bực bội, em tâm sự. Thì đương nhiên khi em bực bội thì mọi thứ nó quá lên một chút. Thì như vậy tự dưng thành ra là bố mẹ có một cái khoảng cách với chồng mình. Mình lỗ chứ ai, bỏ cái đó đi, hiểu không? Muốn san sẻ với chồng là phải bỏ cái đó, thì chồng mới tin tưởng, chồng tâm sự với vợ được chứ. Đó, em hiểu gì không? Thì như vậy cuộc sống của em mới hoàn hảo được. Thôi, nói chung là chúc hai vợ chồng em sau cuộc nói chuyện này về lúc nào cũng vui vẻ, tươi trẻ và đặc biệt là mạnh mẽ. Chúc mày. Chị Hồng Vân chào chú Quốc Hận. Trời ơi. Gì vậy em? Lâu lắm rồi không té ghế đó. Sao vậy? Tức hết tức rồi. Tức sao? Tức, em tức cái gì? Không. Em ganh ghét cái gì trong chuyện này? Tại sao vậy hả? Em ganh ghét cái gì? Tại sao? Chị có mua chuộc gì không mà sao mới vô cái cô dâu chơi em vậy? Chị mới gặp người ta mà đúng không? Dạ. Bây giờ sự thật sao thì là mình nói vậy đúng chào không? Chào đất ơi, chào đất ơi. Em chào lại đi, em chào lại cái này. Chào chị Vân, chào chú ông. Chú Quốc Thuận. Rồi xong đó cũng vậy, đó là người Tây người ta rất là có sao nói vậy người ơi, em có cái gì đâu. Này nó phải Tây chắc quánh rồi. Sao vậy? Ủa tại sao vậy? Người ta nói là
người ta sẽ có. Bây giờ cái răng cái tóc là gốc con người đúng không, đúng không? Cưng, cái gốc em ở đâu? Cái gốc nhổ em không hết có à? Cái gốc nhổ cái gốc rồi thì chỉ bứng cái gốc rồi, chỉ có những người lớn tuổi á, người ta mới rụng sạch không còn một cọng tóc nào thôi. Ừ, đúng không? Có à, cái gì đâu mà phải. Ôi trời ơi, nhưng mà mình bị sốc đó nha. Nhưng mà không sao cả, anh nói cho em biết chương trình này là chỉ có anh và chị thôi nha, đừng có chú gì đi chứ. Okay, ngoài okay. Lớn em rất chào chị, chào lần nữa. Chào chị, chào cô Hồng Vân. Chào cô Vân, chào chú. Không không, chị luôn. Chị, bây giờ chị. Để cho chú Quốc Thuận đỡ buồn okay. Thì mình gọi chú Quốc Thuận bằng anh luôn. Chào chị Vân, chào anh. What? Anh yes. Bắt đầu có thiện cảm với em rồi đó trai. Đó, rồi. Ok. Ok, mà em giới thiệu về mình. Mình con là con là em. Em tên là Dũng. Dũng. Wow, Dũng là tên Việt Nam. Tên Việt Nam. Dũng bao yeah. Tuổi, làm việc gì? Tên tiếng Anh là Josh. 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 Yeah, Josh. Yeah. Yeah. Tên tiếng Anh là Josh. Em đến từ đâu? Từ American hay là em là người Úc. Úc. Australia. Ừ. Em bao nhiêu tuổi? 29 tuổi. 29 tuổi. Em làm nghề gì? Em là kỹ sư. Kỹ sư về. Kỹ sư. Về điện, về nước hay là về IT hay là về gì? Construction. Kỹ sư xây dựng. Kỹ sư xây dựng. Yeah. Kỹ sư xây dựng. Yeah. Dạ, giờ tới em. Dạ con tên con nữa hả? Em đi. Giận lắm rồi nha. Em tên Như, năm nay 25 tuổi, em làm nghề spa. Spa. Dạ, làm spa. Đẹp. Như ơi, anh muốn hỏi nè, cái làn da này của em á, là làn da là trước giờ hay là làn da nó có nhuộm rồi? Làn da trước đó là của em nó cũng màu, nó cũng nâu nhưng mà nó không có đậm màu như vậy. Là do sau khi mà có chồng á, với lại bên Tây người ta thích da nâu. Cho nên dưỡng nâu thêm cho nó đậm lên thêm. Thế mình làm spa mà bây giờ da muốn trắng hay là muốn nâu hay là muốn gì là do mình hết đúng không? Dạ, nhưng mà ở bên bển thì thấy đẹp, còn ở bên đây lúc trước cũng có nhiều người nói trời sao cái anh này ảnh đẹp trai, ảnh trắng vậy mà ảnh có cô vợ này đen mà xấu kiểu vậy. Còn bây giờ thì con thấy thời đại 4.0 cho nên nó hơi open xíu. Cho nên thì mọi người cũng ok với cái làn da này. Có nhiều người thì thấy là thích, thấy lạ, khen đẹp. Còn có nhiều người ai nói như xấu vậy? Ai vậy? Anh đang sang tay áo nè, ai nói anh xấu vậy? Wow. Vợ của em á, quá trời đẹp đúng không? Đẹp. Very very beautiful, đẹp right? Quá. Quá đẹp. Ai mà dám nói là em xấu hả? Em có thích cái làn da nâu của vợ em không? Do you like my skin? Yeah. Yeah, đẹp. Yeah, đẹp, 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 yeah, đẹp đúng không? Đẹp. Nhưng mà cái lúc mà lần đầu tiên em gặp Như á, là Như gặp chưa như. Có cái làn da nâu nhiều như vậy. Nâu nhiều. No, before when you met me, do you have like the I have like this skin or like why? When I don't really mind about a girl's skin color. It doesn't bother me. So if her skin was brown or white, doesn't matter. It matters about how she is as a person. Giống như là lần đầu gặp con thì cái da cũng nâu nhưng mà ảnh không có quan trọng về cô gái là cái làn da, chỉ rồi. Là cái inside là ở trong cái tính tình tâm hồn đúng không? Rồi thôi bây giờ nè, anh rất muốn nghe cái câu chuyện tình yêu của các em. Dạ. Lần đầu tiên hai em gặp nhau ở đâu và em ấn tượng gì ở Dũng và Dũng cũng ấn tượng gì ở Như? Lần đầu tiên con gặp, con xin kêu cô đi cho nó quen. Tại vì cô Dân cũng chắc ở tuổi mẹ con. Mẹ con nhiêu rồi? Mẹ con 54, 55 á. Yeah, the same luôn á. Mẹ con tuổi Ngọ hả? Ủa, mẹ con tuổi Tức á cô. Tức là thua tuổi cô. Vậy là cô lớn hơn hả? Đúng không ta? Sinh năm bao nhiêu? 6 mấy? 69 á cô. Thua cô. Sao như vậy là không phải 69 đâu mà là tới 70 lận. Mẹ con là 70, tuổi Tức. Dạ. Rồi. Là bằng em trai cô. Ok, cứ xưng bằng con cũng được. Dạ. Rồi. Là gặp cái anh này là bữa đó là con ngay trăng cái ngày sinh nhật của con. Đêm đó là con đi chơi, đi trong một cái quán bar, đi cùng đám bạn sinh nhật. Thì anh này anh đi chung với một anh kia nhưng mà không quen biết gì nhau hết. Chỉ là đứng gần bàn thôi, thì lúc đó từ xa là thấy anh này anh cũng có để anh nhìn thôi. Nhưng mà cũng nhìn anh là thấy ảnh hiền quá. Thường mấy cái anh mà người Tây á, người ta rất là phóng thoáng. Người ta thích mình là người ta tự chủ động người ta tới à. Rồi sau đó cũng vô tình là cái chị mà đi chung bàn của con á, thì anh quen với cái anh bạn của anh này. Cho nên hai người mới đi qua trò chuyện. Thì ở trong nhóm đó thì không ai biết tiếng Anh nhiều, chỉ có mình con biết tiếng Anh thôi. Cho nên mới tiếp chuyện với anh này, mới nói chuyện với anh này thì uống rồi say xỉn, sau đó rồi đi về. Mà anh ấy về không có cái liên lạc gì hết luôn. Mà con gặp ảnh là đêm thứ ba. Cái sau ngày thứ bảy là anh đi về nước.
Rồi ngày thứ bảy là buổi trưa con đi đi uống cà phê. Ảnh ở cái khách sạn là gần ngay đó luôn, ngay chỗ Starbucks. Đi xuống luôn, ảnh chuẩn bị đi ra sân bay. Thì vô tình con vừa xuống taxi, gặp ảnh vừa bước xuống là hai người gặp nhau mà kiểu mà nhớ mãi mãi, mà nhớ hoài không biết gặp ở đâu. Tại vì đêm đó là ban đêm gặp nhau là lộng lẫy lắm. Còn bên ngoài bên ngoài thì bình thường không có được, không có được đẹp. Cứ nhìn nhìn hoài cứ nhớ anh này mà mình gặp trong cái thời gian là không có được kiểu sai á cô, không có được tỉnh táo một xíu. Cho nên đứng nhớ hoài, hồi mới nhớ chợt ra là à gặp nhau cái đêm đó. Thì mới lại nói chuyện, thì anh nói là anh chuẩn bị anh về nước, thì hai người ngồi nói chuyện đâu khoảng 2 tiếng. Thì mới nói chuyện rồi xong rồi ảnh mới xin Facebook của con. Rồi về bển mới bắt đầu tiếp chuyện đi, nói chuyện. Dạ dạ. Còn Dũng á, là khi mà Dũng when you meet her you fall in love. What when, about me, like what makes you like think like when I first met her, em thấy em nhìn chăn chó. Nhưng mà chảnh chó trời ơi. đẹp quá đẹp. Tiếng Việt không rành nhưng mà tiếng lóng rành quá chảnh chó rồi đó. So I'm curious about her and I want to get to know her more. But I felt instant attraction straight away. Anh nói là giống như là thường là ảnh cái kiểu cũng đẹp trai. Anh thấy thường ở Việt Nam là mấy cô gái gặp ảnh là kiểu thích hay là tấn công. Còn con thì gặp ngay cái kiểu chảnh chó không quan tâm, cho nên ảnh tò mò, ảnh muốn tìm hiểu thêm. Ôi, đợi xíu. Ok. Đâu quay nói nhiều rồi, quá keo nằm hello dính. Quay nói nhiều quá. Rồi. Như vậy là sau đó thì là ảnh về nước ảnh. Dạ. Thì ở ảnh về bao lâu em? Ảnh về đâu 3 tháng là 3 hai tháng người. Trong 3 tháng là hai người là chắc chắn là phải là nhắn tin. Nhắn tin từ khi ảnh về bển là hai người nói chuyện mỗi ngày luôn. Liên tục đúng không? Liên tục từ sáng tới tối luôn mà nói mỗi ngày, nhưng mà không phải là hai người không có nói là phải yêu nhau hay là gì hết, với cái mức là bạn bè. Tại vì trong thời gian đó là con vừa mới chia tay bạn trai cũ. Ảnh thì ảnh cũng mới vừa chia tay với bạn gái, vừa mới chia tay khoảng 1 tuần luôn. Cho nên hai người đang muốn tập trung cho công việc, không có muốn mà phải là muốn là bạn bè chia sẻ những cái trong cuộc sống, những cái này kia kia nọ thôi, chứ không hề nghĩ tới cái chuyện là mình tán tỉnh nhau đúng không? Cũng biết cái cảm giác thích nhưng mà sợ không dám muốn đi sâu hơn nữa. Rồi để hỏi, khi mà Dũng xa Vi á thì Dũng có nhớ không? I was scared of the love. You miss her when you lay farther away from me. Do you miss me? Yeah. When we first started talking, I started to get really lots of love for her, instant attraction, and it started to scare me at first, a little bit, but then I didn't fight my feelings, and I knew I had to make it work with her. So that's when I moved to Vietnam, then decided to sống in Vietnam. Về quyết định luôn đó là sau đó là về sau 3 tháng là về Việt Nam luôn. Dạ không có, giống như là lúc đầu anh gặp con thì anh cũng có cảm giác là yêu, nhưng mà sợ phải tại vì công việc ở bển. Nhưng mà lúc đầu con gặp ảnh thì con nói là không muốn yêu xa, tại vì mới vừa kết thúc một cuộc tình yêu xa, thấy không có kết quả, sợ phí thời gian, cho nên không muốn yêu xa. Thì sợ hai người mới nó sợ mất con, Dũng sợ mất con. Chuyển về đây nó làm rồi ảnh cũng âm thầm ảnh chuyển về đây luôn. Anh không có nói, anh không hứa với con điều gì hết, nhưng mà lúc đó là chỉ hai người không có nói là yêu nhau hay là hứa hẹn gì hết, chỉ là tâm sự thôi, là tại sao mà chia tay kiểu vậy. Đó thì anh nói là anh gặp con là anh có cái cảm giác giống như là có cảm giác gì khác với mấy cô kia mà anh từng quen. Cho nên ảnh quyết định ảnh về đây. Rồi sau đó thì là sau 3 tháng là ảnh về đây. Sau 3 tháng xa nhau là ảnh về đây. Rồi bao lâu thì ảnh mới bắt đầu coi như là tỏ tình và muốn em là bạn gái của anh? Sau 3 tháng anh về đây là mới gặp nhau, là một tuần đó gặp nhau là để bắt đầu tìm hiểu thôi. Rồi xong anh về đây được 1 tuần, ảnh về bển lại. Về bển lại anh mới bắt đầu là anh nói là anh yêu con, anh muốn là đi sâu hơn nữa, anh muốn nghiêm túc cái mối tình này. Thì con mới nói là thì mình để nói chuyện từ từ đi, bây giờ con cũng biết là có cảm giác yêu, nhưng mà có cái gì đó cứ sợ cái tới không tới mà lui không lui, cứ vậy hoài không tới đâu á. Dạ đúng rồi, cái mới ngừng nói chuyện đâu khoảng một tuần. Ngưng nói chuyện khoảng 1 tuần rồi xong rồi ảnh mới nói thôi mình cũng làm bạn đi. Con cũng nói thì đó giờ đâu có nói yêu nhau đâu mà làm bạn. là làm bạn mà. Cái xong mới không nói chuyện tuần, cái xong rồi tuần sau đó ảnh mới nhắn tin. Ảnh mới nói thiệt là ổng đừng có suy nghĩ mà con cái mối tình kia không tốt, thì đừng có suy nghĩ cái người khác như vậy, mình phải mở ra một xíu.
Đó thì cho ổng cơ hội để giống như là ổng sẽ chứng minh con là tỏ. Dạ dạ. Nhưng mà ổng không hứa với con điều gì, ổng sẽ làm. Cho nên 2 tháng sau ổng qua thăm con được một tuần, cái 2 tháng sau qua nữa xong là bắt đầu ổng quyết định về đây luôn, mà ổng về đây mà con không biết luôn. Vậy hả? Ổng về đây con cũng tưởng nó là qua thăm con, nhưng mà ổng đem quá trời đồ luôn. Cái con mới hỏi ủa chiếc này qua bao lâu? Ổng mới nói là qua ở luôn. Nhưng mà lúc đó con cũng cái cảm giác con cũng sợ, tin khoảng chừng 50% thôi. Đến khi nào thì em mới tin tưởng anh hoàn toàn và chấp nhận anh? À, chắc từ sau cái vụ dịch này á cô. Có nghĩa là chuyện xảy ra là cách đây bao lâu? À, cách đây khoảng năm rồi là trước khi ảnh qua là tháng 8. Tháng 8 ảnh qua anh ở, xong tới tháng 12. Tháng 12 anh về bển, ảnh ngay trăng Tết ở bển á. Là xong rồi ảnh về bển xong ảnh xin cái giấy độc thân. Ảnh xin cái giấy độc thân mà ảnh cũng hai người không nói là phải cưới nhau hay gì hết. Mà tự nhiên ảnh âm thầm ảnh xin cái giấy độc thân. Cái ảnh qua bên đây, cái ảnh mới nói là xin visa mỗi lần, tại vì visa của ảnh ở đây là visa du lịch 3 tháng xin một lần. Ảnh nói làm gì mất thời gian rồi này kia. Mình nghĩ là mình có cái giấy mà kết hôn á là mình sẽ được visa 5 năm. Con mới nói thôi cái đó để em suy nghĩ, tại vì hai người mới về sống chung mà. Cho nên chưa có tin tưởng gì nhiều mà con sợ kết hôn nữa. Cho nên hả, ở từ từ mới có. Mình thấy anh này kiểu anh hay giỡn, anh hay chọc ghẹo. Mình thấy kiểu anh còn nhỏ so với cái tuổi con, thì con thích đàn ông chững chạc khoảng chừng 35 tuổi. Mà từ từ ở thì thấy anh này cái tính ảnh trẻ, ảnh vui, ảnh hay giỡn, nhưng mà cái tính ảnh thì cực kỳ đàn ông. Cho nên con ở con cảm thấy con làm thoải mái mọi chuyện, cho nên mới quyết định là kết hôn. Bao lâu thì tụi con ở chung với nhau? Lúc ảnh qua đây là ở chung liền luôn. Là cái lần mà dọn đồ về ở luôn đó. Dạ, lúc đó cũng có nói là con nói là không ở chung, tại đó giờ con không ở chung với ai. Nhưng mà tự nhiên sau ấy ảnh này ảnh qua đây vì mình một mình. Cái mình vừa đi thuê nhà đồ cho ảnh, cái vừa con đi vừa đi về. Xong rồi về nhà mà sao ổng cứ nhắn tin hoài mà thấy cũng tội nghiệp. Tại vì qua đây vì mình không có bạn, không có ai ở đây hết. Cái cứ dạ đúng rồi, cái cứ qua ngày đem một bộ đồ, hai bộ đồ qua từ từ rồi ở chung luôn. Hai chót. Nhìn thấy cái hình ảnh này rất là dễ thương. Đó, vợ anh, vợ em nói rất là nhiều mà anh thấy là em nhìn vợ em chằm chằm vậy đó. Em có hiểu vợ em nói không? What's that? You know you speak too much. Yeah, like when I'm talking and then you just look at me. Do you understand what I say? Some bits chipsu. Still learning Vietnamese. Hop tiếng Việt. 8 tháng rồi. 5 tháng rồi. 8 tháng. 8 tháng. Dũng Dũng có cảm thấy hạnh phúc khi mà cái lựa chọn của Dũng với Vi không? Như không, khi mà Dũng bỏ gọi là công việc like ở bên kia. Happy or stay when you move over here to live with me? How is your life right now? At the start I was a little bit scared, but I knew as soon as I started talking to her more every day, we were talking, and I knew that it was the right decision. My family thought I was crazy to move to Vietnam to live straight away with her, but I knew it was the right decision, and I'm happy that I've done that. It's definitely made my life happier. Là ông nói lúc ban đầu là sự lựa chọn về đây là kiểu cũng hơi sợ, cũng hơi lo lắng mọi thứ. Với lại gia đình của anh nó bển cũng nghĩ anh bị khùng. Tại vì mới chưa có biết, mới gặp cô gái có một lần đầu tiên mà chưa có thời gian gì hết. Rồi qua đây luôn kiểu vậy, rồi sợ lựa chọn không có đúng đắn á. Nhưng mà sao về đây ở rồi mọi thứ nó thay đổi, nó khác. Cho nên anh thấy anh vui, anh hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Rồi, em gỡ ra luôn cái băng keo không bao giờ dính được, mà đâu cần phải dán băng đâu. Gỡ cái băng keo ra để định. Không phải tại ông râu quai nón nhiều quá. Râu quai nón không bao giờ băng keo nó dính đó. Em bỏ, con bỏ luôn đi, con đâu cần phải dán đâu con. Dán ở dưới. Không được nó bung lên đó. Không có bung. Tụi nó hờ vậy thôi chứ nó không có bung. Keo dán sắt nha. Hello. Được mà, được không? Ok. Đó. Ok. Đó. Rồi. Tiếp tục nha. Khi mà trước khi mà em đồng ý dọn về sống chung với ảnh á, ảnh thể hiện như thế nào, ảnh nói như thế nào mà em đồng ý em về em sống chung không? Anh không có nói gì hết á, giống như là thấy ảnh một mình tội nghiệp rồi cứ qua chơi rồi ở gần nhau rồi qua chăm sóc rồi á. Dạ rồi. Tại vì ảnh về đây vì con, ví dụ như ảnh về đây ảnh công việc rồi mình gặp ảnh ở đây thì khác. Còn ảnh gặp mình ở đây, từ ở bển ảnh chuyển về đây ở với mình, mà hai người cũng có cái cảm giác gì đó giống như là có thể gắn đi bó rồi. Dạ đúng rồi, mới gặp nhau mà
ở cái chừng được một tháng mà cảm giác giống như là quen nhau đã 1-2 năm vậy. Tôi coi như là cũng nợ nần đó, kiếp trước rồi gia đình con làm hụi đó, rồi ông cũng có chơi hụi kiếp trước đó. Nhà con chắc cũng thiếu mấy đầu dây hụi của ông ấy, Như. Rồi anh hỏi chót, anh hỏi Dũng nha, thấy cái nụ hôn đầu tiên mà Dũng tặng cho cô ấy đó là dịp nào? When I first moved over, khi lần đầu chuẩn bị qua đây á, chuẩn bị yêu nhau when qua đây. When we seen each other at the airport. Ngoài sân bay lần đầu tiên. Em có bất ngờ không Như? Dạ không, thấy cái đó là bình thường đối với người nước ngoài tại con á. Thì hồi đó giờ con có bạn trai toàn người nước ngoài không mà. Cho nên cái mấy cái chuyện đó nó bình thường. Phong tục nó bình thường. Như vậy là có nghĩa là mình ở sống chung với nhau bao lâu thì mình đi đăng ký kết hôn? Có đăng ký kết hôn chưa? Có, con đem lại giấy tờ trong năm nay mà chưa có xong hết. Tại vì dịch đó, là trước đó ảnh xin cái giấy độc thân qua bên đây mà ảnh kêu con là đăng ký, nhưng mà lúc đó con chưa có tin tưởng anh này 100% nữa. Cho nên con cũng dần dần thì sau 6 tháng đó thì cái giấy đó nó không còn hiệu lực nữa con. Rồi xong rồi lúc đó con thì con mới chịu là ok đăng ký với kết hôn thì nó không còn hiệu lực nữa. Rồi bây giờ đang đợi ở bển gửi giấy qua rồi đặng làm. Nghĩ là chắc cũng gần xong. Nhưng mà mấy người bạn trai trước của Như á thì Như có dẫn về ra mắt ba mẹ không? Nhưng mà không có. Con quen nhau cỡ chừng 3 tháng là dẫn về rồi. Ai cũng vậy, tại vì gia đình cũng thoáng. Mình xác định cái mối quan hệ nào á thì mình phải cho gia đình biết. Còn Dũng? Dạ cũng vậy luôn chú. Dũng mà lần đầu tiên đến nhà Như gặp ba mẹ, Dũng có sợ không? Do you scare first time you come to my home? Sợ quá. Sợ quá. Just because I've never met I wasn't sure about the Vietnamese culture so much when I met her family. So it was a big change for me. But her family was very welcoming. And là hồi đó giờ anh chưa có tiếp xúc với văn hóa gia đình Việt Nam á. Cho nên cũng sợ không có biết văn hóa nó như thế nào. Sợ nói không hiểu phải không? Với lại gia đình con cũng dễ cho nên anh ok, anh không có sợ. Nhưng mà hôm đó là Dũng đâu có nói được câu tiếng Việt nào đúng không? Dạ chưa, cô không biết được tiếng Việt. Dũng là chỉ có nói chuyện với ba mẹ là thông qua Như thôi đúng không? Dạ, nhưng mà bây giờ thì nói chuyện được chút xíu. Hai mẹ con gọi FaceTime. Nhưng mà tiếng Việt là Dũng có đi học ở một cái lớp nào không hay là em dạy cho Dũng? Dạ có, tại vì sau khi mà lần đầu tiên về gia đình con để tìm hiểu để ra mắt gia đình á, là ảnh bắt đầu là ảnh xin con học tiếng Việt. Anh nói là ảnh muốn xác định ở Việt Nam rồi, là xác định có cái gì đó rồi là phải biết tiếng Việt với lại nói chuyện với bố mẹ con. Cho nên ảnh đòi học, nhưng mà trong thời gian đó con cũng không cho anh học nữa. Anh đang nỉ hoài mà con không cho. Rồi xong ảnh mới nói nếu như mình suy nghĩ kết hôn mà nói với nhau phải biết tiếng Việt để cho nói chuyện với ba mẹ. Rồi cuối cùng là bây giờ là Dũng học tiếng Việt từ ở đâu? Từ dạ, cái nguồn có nào? cô giáo lại nhà dạy. Sao học tiếng nhưng Việt? Nhưng mà tiếng Việt khó quá. Khó quá, đó là định hỏi đó. Có biết bài hát tiếng Việt nào không? Tiếng Việt. You can you sing Vietnamese? Hát được không? Yeah, được. Hát đi. Bài nào? Bài gì? Bài How What You Need To Sing. I need the song. Phải có nhạc mới hát được. Bài nào? Chỉ cần nói tình yêu, tình yêu, tình yêu. Tình yêu. Từng yêu, từng yêu. Từng yêu là từng của yêu. Ai quên à? Phan, Phan, yêu, Phan, Phan, Phan Đăng gì đó. Hương Ly. Phan Như Anh à? Ồ. Dạ là. Dạ hát được. Hát được vài câu, hát cho anh nghe. You just sing like a short one. Okay. Không có nhạc, không nhớ, không nhớ đúng không? Có nhạc là nhát hát. Anh nghe nè, ổng đành tiếng Việt đến nỗi mà có bao giờ mà nói xấu vợ bằng tiếng Việt chưa? Trôn em á, có khi nào trôn con bằng tiếng Việt không? Cũng có, nhưng mà ảnh gần tiếng Việt nhưng mà chỉ biết mấy cái câu mà tầm bậy tầm bạ thôi à. Ví dụ really? Coi như câu gì? Giống như hôm bữa chảnh chó là biết rồi đúng không? Chảnh chó em cù bắp. Cù bắp em cù bắp. Rồi xong rồi. Xong rồi hả? Cái gì em ngu ngốc kiểu vậy, không biết mấy cái từ. Nói đi Dũng, nói thử đi. Dũng cho anh vợ thử vài câu coi Dũng. You just say bad word. Yeah. Yes, like something. But don't not really bad. Not really bad. Well. Cái gì không nhớ hả? No, ok. I know too bad. Rồi. Vậy thì là các em là cho tới bây giờ là các em đã chính thức là vợ chồng bao lâu rồi? Là 2 năm. Được 2 năm rồi. Dạ. Rồi. Rồi bây giờ là bắt đầu đến cái phần vui nè. Phần ổng có lòi ra tật xấu gì không? Con không biết cái này là phải tật xấu hay là không. Nó xấu mà là nó tốt. Là hay bực bội ổng ở nhà cô là quá điệu.
quá điệu hả? Là cái tật đó là hay bị mình bực bội, con thì cái tính con chậm chạp, con cũng lâu, mà gặp anh này ảnh chờ anh còn hơn mình nữa, cái đâm ra mình bị quạo. Ở nhà thì là không bao giờ mặc đồ xấu, mà lúc nào cũng tóc là phải mướt bóng bẫy cái kiểu, đôi khi mình thấy mà chỉnh chu quá nó giống bd đó cô. Hiểu không? Dạ. Hiểu. Giống như đang đói quá trời đói order đồ ăn, cái ráp người ta đợi dưới, cái đi xuống lấy thì thay vì mặc đồ ở nhà mặc áo thun bình thường thôi, đi xuống đi không chịu, vô thay đồ cái xịt nách xịt nước hoa rồi tùm lum hết trơn, làm hơi nó bị lố quá. Cái con cảm thấy con bực bội là hay cãi nhau mấy chuyện đó lúc ban đầu. Xuống gặp shipper mà cũng coi như là cũng đánh quần đánh áo nữa. Một ngày là thay 4-5 bộ đồ. Wow. Rồi công việc nhà thì ai làm? Công việc nhà thì có chị giúp việc, nhưng mà làm hai người câu kiểu con cũng hơi khó chịu, con làm phải vừa ý. Ông này em cũng khó chịu nhưng mà ông không bao giờ ông làm. Khó chịu kỹ tính nhưng mà không có làm. Hiểu không? Hiểu không Dũng? Không hiểu. So like you disagree cool, you like to clean or anything but you never do. I do it, I clean the house or something. Xạo. Yeah, xạo. Không xạo mà. Rồi, còn đằng xấu gì nữa không nè? Đằng xấu gì ta? Người ta cưng vợ quá mức, có cưng vợ dữ không? What bad things about me? Yeah, chiều là con nói thiệt là không có anh nào mà con nghĩ không có anh nào chiều vợ như anh này luôn. Bởi cái lý do đó là con mới xác định, con cảm thấy thoải mái, con mới xác định kết hôn với ảnh đó. Mình ở cảm thấy thoải mái lắm, muốn đi chơi với bạn hay là muốn đi đâu muốn làm gì làm, anh không nói tới. Có ghen không? Không bao hề ghen luôn cô, kiếm ghen không ra luôn. Vậy hả? Tin tưởng vợ. Rồi Như ngược lại, Như có ghen ảnh không? Con cũng không có ghen, nhưng mà có cái thời gian anh mới về Việt Nam á thì hai người cũng có chơi TikTok á, cũng nổi ở trên đó cô. Rồi cũng có mấy chị kia nhắn tin. Nhưng mà ảnh hay kết bạn đồ với ảnh, còn ảnh thì anh hiểu, anh nghĩ ở bển thì cũng bình thường. Mà anh này thì cái tính anh không có mấy cái chuyện mà gái gú gì đó. Cho nên hả, anh kết bạn con thì con lại không thích. Giống như là ảnh kết bạn với cái người nào đó, ví dụ anh không hiểu nhưng mà người ta nghĩ cái anh này ảnh chắc ảnh cũng thích mình, cho nên ảnh mới chấp nhận. Mà còn cái anh này thì ảnh lại nghĩ cái đó là lịch sự. Cho nên cũng có cãi nhau vấn đề đó. Chút đỉnh thôi phải không? Dạ dạ. Bây giờ còn không? Dạ không, hết rồi cô. Rồi bây giờ tới Dũng. What are bad things about you, right? Kể bằng tiếng Việt được không? Nói nhiều, nhiều hả? Em tức giận, quick, she get angry. Nhanh. Bực bội. Nhanh tức giận, nhanh bực bội. Đúng không? Very mà quick, nhanh, nhanh. Mỗi But lần tức giận thì cô ấy thể hiện như thế nào? Thấy. Just Wait, say anything. Cause she gets so angry, I need to calm her down. I need to go, ooh, calm down, calm down. But yeah, sometimes she just gets so angry too quick, and I don't know what to do sometimes. But I'm very patient, so that's why we work. She gets angry and I'm patient. Ông nói là ông rất là kiên nhẫn khi ông ở với con. Tại vì con là cái tính giống là như đàn ông vậy đó, còn ông này cái tính ông như phụ nữ vậy đó. Hai người nó trái ngược nhau. Ông không bao giờ biết tức giận, còn con là cái chuyện gì mà không phải cái đùng 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 lên xong rồi 5 phút rồi thôi à. Tại vì là hiểu rồi đó, là nóng tính nè. Nóng tính nè. Rồi còn cái gì nữa? And what's something? Always more 1 hour. Buy clothes all the time. Can you speak Vietnamese? Cái gì? More 1 hour. Là gì? 1 hour. Mua quần áo nhiều quá. Nhiều lắm. Quần áo. Mua quần áo nhiều lắm. Mua quần áo nhiều lắm. Online shopping. Trời ơi. Dũng ơi, mỗi lần mà cô ấy giận, giận, thường Dũng làm cái gì để cổ hết giận? When I'm angry, what you do to make me calm down? I need to leave her alone. I need to leave the house sometimes or just try be nice or yeah, I try talk you down. Giống như là ví dụ như con giận người khác á, thì ảnh ở đó anh giống như ảnh khuyên, ảnh calm down xuống anh nói chuyện. Còn mà con đang giận ảnh á thì là anh phải đi ra chỗ khác. Anh không có ở đó, ảnh càng nói là nó càng cái câu chuyện nó đi xa hơn. Chứ không có chọc ghẹo con để cho con bớt giận à? Có, là giống như là lúc đầu anh hay chọc ghẹo là anh hay làm trò làm này làm kia, nhưng mà con đang giống như là làm mặt cười và làm mấy cái chuyện như con nít vậy đó. Mà con thì con không thích đàn ông cái tính kiểu như nít, mà mình đang quạo mà thấy cái mặt ổng vậy nó còn quạo hơn nữa. Cho nên hả, con thấy không có vui. Cái mặt ổng làm sao đâu. What like you try to make me happy, like smiling when I'm angry, your face do it. What? Your face. Just smile at you. No, what like you do, you like you. You hey. Do something like that. No. Đâu đâu, sao? I'm sorry. Like, what do I do? I don't even know my face. Rồi. Còn tật xấu gì nữa không? What bad thing? That's a bad thing that you get angry, but
your mood can change so quick. What is it? Sang thay đổi nhanh. Sang sang nông chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Sáng nắng chiều mưa. Học rất là nhiều. Nói chung là mấy cái nghĩa cùi cùi đó là làm dạ. Rất là nhanh. Dạ. Sáng nắng chiều mưa. Rồi bây giờ Dũng muốn vợ mình thay đổi điều gì? What you need me to change? Yeah, just try to be a little bit more patient when you don't know something and not get angry too quick. And then I'll try not to annoy you as well and then okay. We'll be good. Là giống như là con phải cố gắng tập tính kiên nhẫn, không có quá dễ tức giận á, phải suy nghĩ cái đó rồi hả tức giận. Hay nổi điên đó. Dạ còn ổng thì ổng sẽ cố gắng thay đổi để không có làm phiền con hay nữa. Dạ dạ. Nhưng mà còn con muốn Dũng thay đổi gì không? Thì con chắc muốn ổng thay đổi kiểu không có làm phiền con, bớt cà gỡn lại cô. À tức là phải chững chạc lên, gọi là sao, đàn ông gentleman lên hả? Là không có baby nữa hả? Dạ với lại không có play game hết. Chơi game. Không có chơi game. Chơi game. Em nói với Dũng đi, nói với Dũng đi, Dũng hiểu đi. I want you to gently not play game much. Rồi cái kia nữa. And but like not bd too much like bd bd not bd rồi trời ơi là cảm ơn Như với lại Dũng tham gia chương trình này nha, dễ thương quá hai người quá dễ thương, cuộc sống của con giờ quá hạnh phúc rồi. Chỉ có chút là như thế này và hơn như thế nữa thôi. Nghe rồi, xin cảm ơn em đã đến với chương trình. Thank you very much. Ôi. Con chờ xíu nha, xong rồi mình bốc thăm chúng Dũng nãy sao làm vụ bd Dũng con Như nãy ông kêu Dũng làm vụ BD. You do BD like this one more time. Oh, yeah.